Đột quỵ đang gia tăng ở người trẻ, khoa học phát hiện liên quan đến nhóm máu. Nghiên cứu mới được công bố hôm 31 tháng 8 trên tạp chí nghiên cứu thần kinh Neurology đã phát hiện những người trẻ nhóm máu A có thể có nguy cơ đột quỵ cao hơn. Đáng ngạc nhiên là ngày càng có nhiều người trẻ bị đột quỵ và các nhà khoa học đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Hiện các nhà nghiên cứu từ Đại học Maryland của Mỹ gợi ý rằng nhóm máu có thể là câu trả lời cho câu hỏi đang được quan tâm này. Nghiên cứu do tiến sĩ Steven Kitner, giáo sư thần kinh học tại trường Y Đại học Maryland, dẫn đầu đã phân tích tổng hợp 48 nghiên cứu khác nhau về di truyền và đột quỵ do thiếu máu cục bộ tắc nghẽn lưu lượng máu đến não xảy ra ở người trẻ. Tổng cộng, nghiên cứu bao gồm 17.000 bệnh nhân đột quỵ và 600.000 người khỏe mạnh làm đối chứng. Các nhà khoa học đã xem xét tất cả các nhiễm sắc thể thu thập được để tìm bất kỳ biến thể di truyền nào liên quan đến đột quỵ. Cuối cùng, họ đã tìm ra mối liên quan giữa đột quỵ khởi phát sớm trước tuổi 60 và vùng nhiễm sắc thể chứa gen xác định nhóm máu. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người trẻ bị đột quỵ cao hơn ở nhóm máu A và người trẻ nhóm máu OX bị đột quỵ nhất, theo STUDY-5. Nhưng đối với trường hợp đột quỵ ở người lớn tuổi thì không cho thấy những kết quả này. Đáng chú ý, tỷ lệ đột quỵ ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ tuổi và lớn tuổi, lại cao nhất ở nhóm máu B, theo STUDY-5. Nhìn chung, sau khi loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, nhóm nghiên cứu nhận thấy người trẻ nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ cao hơn 16% so với các nhóm máu khác. Ngược lại, người trẻ nhóm máu O có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 12%, theo STUDY-5. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến các yếu tố đông máu như tiểu cầu và tế bào cấu tạo thành mạch máu cũng như các protein lưu thông máu khác. Tất cả đều góp phần tạo ra sự khác biệt này, tiến sĩ Kitner giải thích. Số người trẻ bị đột quỵ đang tăng lên. Họ có nguy cơ tử vong cao, còn những người sống sót có khả năng phải đối mặt với tàn phế suốt đời. Tuy vậy, có rất ít nghiên cứu về nguyên nhân gây ra đột quỵ ở người trẻ, giáo sư Kitner cho biết. Vì lý do này và cơ chế chính xác cho những kết quả này vẫn chưa rõ ràng, giáo sư Kitner và nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu này và hy vọng có nhiều nghiên cứu tiếp theo để làm rõ nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ, nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp giúp giảm nguy cơ. Điều lớn nhất để giảm nguy cơ đột quỵ là theo dõi huyết áp, sống một lối sống lành mạnh và năng động. Chúng tôi hy vọng bài chia sẻ này sẽ cung cấp thông tin hữu ích đến quý vị trong việc chú ý đến sức khỏe của mình cũng như thành viên trong gia đình. Và anh chị nhé, đừng quên trang bị cho mình bảo hiểm để tích lũy tiền trả viện phí khi bệnh đến anh chị nhé. Có bảo hiểm chúng ta sẽ an tâm vì có quỹ tiền dự phòng vững chắc lúc rủi ro. Bảo hiểm chắc chắn ai cũng cần trong suốt cuộc đời mình, vì đã là con người, quy luật sinh tử luôn theo mỗi người sớm hay muộn mà thôi. Nên bảo hiểm nhân thọ được xem là tài sản để dành an toàn và giá trị nhất, với chi phí đầu tư tích lũy thấp nhất. Nhưng anh chị đã tạo nên tài sản tiền tỷ, chục tỷ, vài trăm tỷ cho con cái mình. Bảo hiểm chỉ mua được khi còn khỏe mạnh. Bảo hiểm sẽ không bán cho người có bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y, ung thư. Mua bảo hiểm là phải mua liền tay, vì đời người dài ngắn chỉ tính trong hơi thở thôi anh chị nhé. Nếu anh chị vẫn chưa hiểu rõ hết về lợi ích khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, hoặc gặp khó khăn để tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất, hãy tìm đến chuyên gia tư vấn tài chính để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc nhé. Anh chị hãy liên hệ với số hotline bảo hiểm trên màn hình để gặp ngay đội ngũ tư vấn 03-64-65-03-11. Chúng tôi sẽ giúp anh chị hiểu rõ về bảo hiểm cũng như quyền lợi chi trả khi mua bảo hiểm, để mỗi chúng ta có giải pháp thông minh nhất để bảo vệ chính mình.
Thank you.